Nếu như trong giai đoạn vừa rồi anh chị không đánh được những cái cổ phiếu mạnh nhất của thị trường, nó chính là những cái cổ phiếu dòng ngân hàng, thì ngay bây giờ đây chính là cái video mà dành cho những anh chị nào mà mình không đánh được dòng ngân hàng vừa rồi. Em sẽ chia sẻ với anh chị về những cái điểm mua, những cái điểm vào lệnh ở những cái cổ phiếu. Đó chính là những cái dấu hiệu mà giúp cho cổ phiếu này nó vào sóng rất là mạnh. Cho nên video ngày hôm nay anh chị hãy theo dõi thật là kỹ và đừng bỏ lỡ cái giây phút nào. Đó, vì đây sẽ là một cái video mà em dành rất là nhiều tâm huyết để mà chia sẻ với anh chị ha. Rồi giai đoạn này thị trường nó lên đến vùng 1.300. Thì em biết được là rất nhiều anh chị đang lo sợ là thị trường nó biến động mạnh như thế này, thì những cái khoản lợi nhuận của anh chị sẽ ngày càng bị triệt tiêu đi, nó sẽ bị mất dần đi, bớt đi, đúng không ạ? Và thậm chí là nhiều anh chị còn đang bị lỗ ở những cái nhịp điều chỉnh này. Mặc dù nó điều chỉnh nó không nhiều đâu anh chị, nhưng mà rất nhiều anh chị đang bị lỗ vì những cái cổ phiếu mid cap như là dòng chứng khoán, dòng bất động sản hoặc là thép, nó không được dòng tiền vào nó đỡ giá, nên là khi thị trường nó rung lắc một tí là những cái cổ phiếu đó giảm. Và em thì em rất là thấu hiểu và thông cảm với những anh chị nào mà mình không đánh được những cái cổ phiếu vừa rồi. Cho nên video ngày hôm nay em dành rất là nhiều tâm huyết để mà em chia sẻ với anh chị. Đó, nên là rất hy vọng anh chị hãy xem hết những cái nội dung mà em chia sẻ trong video này anh chị nha. Rồi thì trước khi mà bắt đầu vào video ngày hôm nay thì em xin gửi một cái lời chào thân thương và một cái lời chúc sức khỏe đến với những anh chị nào mà mình đang theo dõi video này. Đó, mình xem video mình nhớ để lại giúp em một cái lượt like, hoặc là anh chị nào mà dành nhiều tình cảm hơn đối với em đi thì mình có thể để lại một cái lượt tương tác ở phía bên dưới bình luận, một cái lời chào thân thương hoặc là một cái lời chúc sức khỏe dành cho Kiệt cũng được, đúng không ạ? Hoặc anh chị nào lần đầu tiên đến với kênh của em thì có thể nhấn giúp em một cái lượt đăng ký kênh. Để làm gì ạ anh chị? Để chúng ta gặp nhau nhiều hơn. Vì trên kênh YouTube Chồng Kiệt Stock của em thì em sẽ chia sẻ với anh chị hàng ngày về những cái nhận định của em trên cái video, thông qua những cái video mà em chia sẻ với anh chị. Từ thứ 2 đến thứ 6, thậm chí là thứ 7 Chủ nhật em vẫn lên video và em chia sẻ với anh chị ha. Ok, rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái nội dung ngày hôm nay. Thì trước khi mà em giới thiệu với anh chị về cái gọi là cái tín hiệu, gọi là cái dấu hiệu để mà chúng ta canh mua những cái cổ phiếu mà em vừa chia sẻ với anh chị đó, thì em sẽ giới thiệu với anh chị về một cái kiến thức nó cực kỳ quan trọng. Và cái kiến thức này nó sẽ gắn liền với cái bản chất của những cái cổ phiếu dòng ngân hàng này. Khi mà anh chị hiểu được cái kiến thức này rồi, hiểu được cái bản chất của những cái cổ phiếu rồi, thì anh chị sẽ rất là tự tin để mà anh chị tham gia vào cổ phiếu anh chị nha. Rồi, bắt đầu chưa anh chị? Anh chị nào bắt đầu rồi để lại số 1 bên dưới. À không, số 2 đi anh chị. Số 2 là cái số may mắn của em. Anh chị để lại số 2 bên dưới cái phần bình luận để mà em biết và em sẽ chia sẻ cho anh chị thật là nhiệt huyết hơn anh chị nha. Rồi, thì trước hết anh chị cần phải biết được em sẽ chia sẻ với anh chị về một cái kiến thức nó gọi là vùng hỗ trợ mạnh của một cái cổ phiếu. Ở nhiều anh chị khi mà tham gia thị trường, anh chị phân tích về kỹ thuật đi, thì anh chị chỉ tập trung vào hỗ trợ và kháng cự thôi, đúng không ạ? Nhưng bây giờ em sẽ giới thiệu với anh chị một cái định nghĩa khác. Nó chính là hỗ trợ mạnh của cổ phiếu. Hỗ trợ mạnh hoặc là kháng cự yếu anh chị nha. Đó. Thì hỗ trợ mạnh và kháng cự yếu nó tức là gì vậy em? Nó tức là một cái vùng giá vốn của tổ chức. Em lấy ví dụ một cái cổ phiếu mà nó đã tích lũy từ 6 tháng trước rồi. Từ tính bằng tháng bằng năm rồi. Ví dụ từ năm ngoái đi, là cổ phiếu Tiên Phong Băng nó tích lũy từ tháng 6 cho tới bây giờ là cũng hơn một năm rồi. Có đúng không anh chị? Và khi mà anh chị thấy một cái cổ phiếu nó đi ngang quá lâu rồi mà giá nó vận động trong một cái vùng biên đi ngang này, nó không có dấu hiệu bứt thoát hoặc là nó giảm mạnh xuống, thì đây chính xác là một cái vùng hỗ trợ rất là mạnh của cổ phiếu. Vậy thì cái vùng hỗ trợ mạnh này nó có ý nghĩa gì? Đó, vùng hỗ trợ mạnh này nó cho chúng ta thấy được là tại những cái vùng giá này nè, tại những cái vùng giá này nè, có một cái lượng tổ chức họ đang thu gom cái cổ phiếu này. Và khi mà nó thu gom như vậy thì sao anh chị? Thì giá chỉ biến động trong một cái vùng lên xuống, một cái vùng biên độ thôi, tức là về biên dưới và sẽ lên lại biên trên. Và khi mà lên lại biên trên thì nó sẽ có một cái lượng tiền nó gom lại cái cổ phiếu này. Và cũng lợi dụng những cái điều kiện thị trường nó rung lắc. Đây nè anh chị, những cái lúc mà thị trường nó rung lắc như này nè, đó, những cái lúc mà thị trường nó điều chỉnh như này, cổ phiếu nó cũng lợi dụng điều kiện đó để mà điều chỉnh cái cổ phiếu giảm xuống, đúng không ạ? Đó, nó giảm xuống nè, anh chị thấy nó giảm xuống. Và đây cũng chính là cái cổ phiếu khi mà nó đi ngang, nó tích lũy, đây chính là một cái vùng giá vốn của tổ chức. Và tại sao anh chị phải hiểu được cái định nghĩa này? Bởi vì đây chính là nơi mà nó có lực cầu mạnh mà có ít
nguồn cung. Một cái vùng mà tổ chức họ gom hàng là một cái vùng mà có lực cầu mạnh và ít nguồn cung. Bởi vì sao anh chị? Bởi vì tại đây này, tổ chức chủ đạo là họ gom hàng thôi, họ không có bán cổ phiếu ra. Mà anh chị hình dung nè, trên thị trường này từ 70 đến 80% là cái số tiền, cái tài sản là thuộc về tổ chức, những nhà đầu tư đang nắm giữ những cái cổ phiếu trong mặt dài hạn. Đúng không ạ? Còn những nhà đầu tư ngắn hạn, những nhà đầu tư cá nhân đi, họ chỉ chiếm đâu đó tầm khoảng 20 đến 30% cái tài sản trên thị trường này thôi. Cho nên nếu như mà không có một cái lượng tiền lớn nó bán ra thì cái cổ phiếu này nó không có giảm mạnh được, và nó bản chất nó là một cái vùng đi ngang như thế này. Và anh chị nhìn lại giúp em xem những cái cổ phiếu như là Techcombank này anh chị, nó có cái vùng này hay không? Chính xác là nó có. Đây là anh chị, một cái vùng nó đi ngang này. Thì đây chính là một cái vùng giá vốn của tổ chức. Và khi nó có một cái nhịp tăng đi lên rồi thì sao anh chị? Nó sẽ tạo ra một cái vùng giá vốn thứ hai. Nó gọi là một cái cấu trúc tái tích lũy phía trên. Và rất là nhiều cái cổ phiếu ngân hàng nó đang tạo cái cấu trúc này. Ví dụ như ACB, nó có một cái vùng giá vốn tại đây. Anh chị thấy nó đi ngang, sau đó là nó tiếp tục nó đi lên. Hoặc là tại đây nó cũng có một cái vùng giá đi ngang và nó lại tiếp tục nó đi lên nữa. Và những cái vùng này nè, anh chị sẽ thấy là nó cũng có một cái vùng đi ngang này và sau đó nó tiếp tục nó đi lên. Thì đây chính xác là một cái vùng giá vốn của tổ chức. Đó, là nơi có một cái lực cầu rất là mạnh mà nó ít nguồn cung. Đó, thì đây chính là vùng giá vốn. Vậy tại sao mình phải biết cái vùng này? Bởi vì sắp tới khi mà anh chị tham gia vào một cái cổ phiếu á, anh chị hãy lựa chọn cho em một cái cổ phiếu nào mà nó có cái vùng giá vốn nó an toàn. Vùng giá vốn an toàn tức là sao? Một cái cổ phiếu mà nó muốn có một cái kết quả tăng giá mạnh thì anh chị phải nhìn thấy được cái nguyên nhân tích lũy. Em gọi nó là một cái vùng giá vốn nó cực kỳ uy tín thì nó mới có một cái nguyên nhân tăng giá. À, nó có một cái kết quả tăng giá mạnh được ha anh chị. Nó giống như cổ phiếu GVR nè. Em sẽ lấy lại những cái ví dụ trước ở những cái sóng trước, bởi vì nó đã hình thành rồi nên là anh chị sẽ rất là dễ anh chị hình dung. Ví dụ cổ phiếu GVR nó có một cái vùng giá vốn tại đây. Nó tính từ tháng anh chị, từ tháng 7 năm 2023 cho đến đầu tháng 1, đúng không ạ? Là đâu đó tầm khoảng 5 đến 6 tháng rồi. Đó, thì khi mà nó tích lũy trong một cái vùng giá như này nè, thì anh chị thấy đây chính là nguyên nhân và đây chính là kết quả tăng giá của một cổ phiếu. Nó lên đến 60-70%. Đây chính là một cái kết quả tăng giá. Em không tính những cái đoạn này anh chị nha, bởi vì những cái đoạn này là những cái đoạn mà nó bắt đầu nó phân phối rồi. Đó, nó có tăng hay làm gì nữa thì mình không cần quan trọng. Nhưng mà anh chị thấy khi mà nó đã bước vào sóng rồi thì anh chị thấy là nó tăng giá rất là mạnh. Hoặc là những cái cổ phiếu như là VGI này. Tại sao cái nhịp vừa rồi nó lại tăng giá mạnh như thế này vậy anh chị? Bởi vì một câu đơn giản thôi, nó có tích lũy tính bằng năm ở những cái vùng này nè anh chị. Nó tích lũy nè, đó, rất là dài và rất là lâu. Cho nên là nó mới có một cái xu hướng tăng mạnh mẽ như thế này được. Có đúng không ạ? Nó tăng bằng lần anh chị. Đoạn này rất nhiều anh chị nhà đầu tư đánh theo em, đánh được những cái cổ phiếu VGI như thế này. Rất là ngon, rất là tuyệt vời. Hoặc là những cái cổ phiếu như là LB Bank này. Tại sao mình phải tìm kiếm những cái vùng giá vốn như này anh chị? Đây là vùng giá vốn này anh chị. Đó, hoặc là những cái vùng giá vốn này nè anh chị. Nó lên, nó tích, gọi là nó lên, nó xây nền, nó lên, nó xây nền liên tục. Và anh chị thấy, đến cuối chu kỳ khi mà nó tăng rất là mạnh rồi thì sao ạ? Anh chị nhìn lại một cái cổ phiếu nó đi lên á. Nó tăng mạnh như thế này nè. Tăng gấp đôi, đúng không ạ? Đó. Vậy thì giai đoạn này mình hãy lựa chọn cho em những cái mã cổ phiếu nào nó có vùng giá vốn uy tín để mà mình tham gia. Anh chị hình dung được không ạ? Đó chính là cái cách mà em lựa chọn cổ phiếu ở những cái nhịp điều chỉnh này nè. Đó. Rồi. Có một cái câu nó rất là hay, đó chính là sau một cái nhịp điều chỉnh á, có một cái câu nó rất là hay, đó chính là tổ chức họ không có giống như là nhỏ lẻ anh chị. Tổ chức họ không có giống như nhỏ lẻ mà họ đánh T cộng, đánh hôm nay mua rồi ngày mai bán. Không có đâu anh chị. Bởi vì anh chị khi mà anh chị hiểu được về cái vùng giá vốn của tổ chức á, là một cái vùng mà nó tích lũy rất là lâu, tính bằng tháng hoặc là bằng năm, đúng không ạ? Thì nó phải gom hàng trong một cái vùng đó, tính bằng tháng, bằng năm mà. Đâu phải là ngày 1, ngày 2 là xong đâu. Đó, cho nên là khi mà anh chị thấy một cái cổ phiếu mà nó có một cái cấu trúc tích lũy rất là lâu, rất là dài như là Tiên Phong này, thì anh chị nên chú ý nó. Bởi vì nếu như mà anh chị hình dung này, nhiều anh chị cứ gửi tin nhắn riêng cho em, hỏi em rằng là ngân hàng nó phân phối chưa kìa, ngân hàng nó kết thúc chu kỳ hay chưa em. Đó, nhiều anh chị cứ hỏi em là những cái cổ phiếu này kết thúc chu kỳ hay chưa. Đó, rồi hỏi em là có nên bán ra hay không.
mà anh chị không biết là nó có một cái nguyên nhân tích lũy rất là lâu như thế này mà nó mới tăng được bao nhiêu phần trăm anh chị? Em đo cho anh chị xem luôn nè. Nó tăng bao nhiêu ạ? Tăng mới có 20% thôi. Mà chưa chắc vì gì là đã 20% nữa. Đúng không ạ? Mới đâu đó tầm khoảng 20% thôi. Đó, mà làm sao mà nó kết thúc chu kỳ ở đây? Một cái cổ phiếu nó chỉ tăng 10 đến 20% thì làm sao mà nó phân phối được anh chị? Bây giờ tổ chức nó gom đâu đó tầm khoảng 1 năm trời. Cái khối lượng gọi là cái lượng hàng gọi là cái lượng cổ phiếu lưu hành nó lên đến cả ngàn cả trăm ngàn cổ rồi, cái lượng tiền mà nó đang trú ngụ trong cái cổ phiếu này cả ngàn tỷ rồi. Bây giờ mà nó phân phối ở đây, nó phân phối hai cái sàn thôi là nó về tới cái vùng này luôn rồi. Nó về tới cái vùng nền luôn rồi. Đúng không ạ? Cho nên những cái cổ phiếu này nó chưa thể phân phối được tại đây anh chị. Đó. Vậy thì nếu như mà nó không phân phối tại đây được thì sao ạ? Thì sắp tới khi mà nó điều chỉnh, nó sẽ tạo ra cho anh chị những cái điểm mua. Và hiện tại anh chị sẽ thấy là cái cấu trúc thị trường nó đã bắt đầu nó điều chỉnh rồi anh chị. Đúng không ạ? Nó bắt đầu nó có dấu hiệu điều chỉnh rồi. Vậy thì sắp tới những cái cổ phiếu này nó điều chỉnh, nó sẽ cho anh chị điểm mua rất là đẹp. Đấy. Có một cái nguyên lý của một cái cổ phiếu khi mà nó vào sóng á, khi mà nó nổ lên á, nó chính là trước khi mà nó nổ á, nó phải đạp cho anh chị, đạp cho nhà đầu tư cầm hàng những cái cổ phiếu này nè, phải bán sạch đi hết. Anh chị nhìn cổ phiếu Tiên Phong nha, anh chị nhìn nó kỹ nha. Đó, anh chị bây giờ em sẽ so sánh với anh chị một cái cổ phiếu nó đi lên tương tự như Tiên Phong cái giai đoạn vừa rồi, đó chính là cổ phiếu GVR này. Anh chị nào mà còn nhớ cái nhịp vừa đầu năm á, em có đánh cổ phiếu GVR và cái nhịp cổ phiếu Tiên Phong nó đi lên á, nó không khác gì GVR hết. Anh chị thấy không? Ngắn hạn thì nó vừa vượt đỉnh nè anh chị. Đó, và khi vượt đỉnh rồi thì sao ạ? Rất nhiều nhà đầu tư chú ý vào cái cổ phiếu này khi mà thấy nó nổ lên nè, là muốn mua vào cổ phiếu này, có đúng không ạ? Nhưng mà khi mà thị trường nó rung lắc nè, tại đây nè, anh chị thấy không? Nó rung lắc nè. Thì cái cổ phiếu này nó chỉnh đâu đó tầm khoảng từ đỉnh nha. Nó chỉnh đâu đó tầm khoảng 7 đến 8%. Nó chỉnh như vậy nè anh chị, nó về tới những cái vùng giá vốn rồi, có đúng không? Nó chỉnh phát là về tới những cái vùng giá vốn rồi. Và chỉnh như vậy thì rất nhiều nhà đầu tư phải cắt lỗ, rất nhiều nhà đầu tư bán hết cổ phiếu ra đi, bán sạch đi. Và bán xong rồi thì cổ phiếu nó tích lũy trở lại và nó bước vào một cái nhịp tăng vào sóng. Anh chị thấy hay không? Đó chính là nguyên lý của một cái cổ phiếu trước khi mà nó nổ lên thành công, trước khi mà nó có những cái phiên nổ lên thành công như này nè. Đó, đây là những cái phiên mà nó mồi tiền vào liên tục này và giá cổ phiếu tăng, thì nó phải rủ cho nhà đầu tư bán sạch cổ phiếu này ra, bán hết đi rồi nó mới kéo. Hoặc là giống như cái giai đoạn này của thị trường này anh chị, cổ phiếu DTD này, những cái cổ phiếu mà em đã từng đánh rồi thì em mới tự tin mà em chia sẻ với anh chị tại sao nó lại như vậy. Thì anh chị nhìn nè, trước khi mà nó có một cái nhịp tăng 70% này nè, thì sao ạ? Thì nó phải rủ, nó rủ nát người rồi nó mới tăng được. Anh chị nhìn nè, nó rủ không phải một nhịp, nó rủ hai nhịp 13%, nó rủ tiếp nè anh chị, nó rủ 10%. Và khi nó rủ liên tục rủ như này, nó sẽ loại bỏ những nhà đầu tư thoát khỏi cái cổ phiếu này. Và thoát xong rồi thì sao ạ? Thì nó tăng như này nè. Đó, nó tăng như này nè. Có một chị hỏi em một câu nó rất là hay, là khi mà cổ phiếu nó nổ lên á, thì không phải là cả thị trường này ai cũng biết hả em? Và khi nổ lên như vậy rồi thì ai cũng mua vào thì làm sao giá cổ phiếu nó tăng? Vậy thì chính những cái nhịp điều chỉnh này nè anh chị. Đây, chính những cái nhịp điều chỉnh này nè. Đó, chính những nhịp điều chỉnh này nè là những cái nhịp mà tổ chức họ loại bỏ nhà đầu tư ra khỏi cổ phiếu. Anh chị hình dung nè, mới hôm qua mình đu vào cái cổ phiếu này nó tăng 8%, mà bây giờ hàng về nó giảm cho anh chị 13%. Cầm nổi không anh chị? Không cầm nổi, mà không cầm nổi thì phải bán ra. Mà bán ra xong nè, anh chị thấy nè, mới đu vào cái cổ phiếu này nó tăng trần ngày hôm 18 tháng 4, mà đùng cái nó chỉnh cho mình một phát 10%. Rồi cầm nổi nữa không ạ? Làm sao mà cầm nổi? Và khi mà nó tiếp tục nó nổ lên một phát nè, thì trước đó hai lần anh chị đã bị dính vào những cái nhịp bull trap rồi. Bây giờ nó nổ lên anh chị có dám mua nữa hay không? Câu trả lời là không. Và khi mà anh chị không dám mua là anh chị bỏ lỡ một con sóng. Cho nên trước khi mà một cái cổ phiếu vào sóng, nó phải chỉnh, nó phải đạp để cho anh chị bán sạch cổ phiếu ra. Nó lấy mất cái niềm tin của anh chị. Có đúng không ạ? Đó, anh chị hiểu được tới đây rồi, anh chị để lại bên dưới giúp em số 9 đi anh chị. Nói số 9 đi. Đây là một cái kiến thức nó rất là quan trọng. Vì một cái cổ phiếu trước khi mà đi lên, nó sẽ lên quanh cái vùng giá vốn. Và khi mà nó điều chỉnh á, thì nó sẽ
nó loại bỏ hết nhà đầu tư ra khỏi cổ phiếu. Đó, đây là một cái kiến thức rất quan trọng để mà em giúp anh chị định hướng lại. Giả sử đi, cổ phiếu Tiên Phong này ngày mai mà nó nổ, nó chỉnh thêm đâu đó tầm khoảng 1-2%. Em nói thẳng với anh chị là rất nhiều anh chị nói cổ phiếu này nó xấu. Có đúng không ạ? Nhất là những anh chị nào mà mua ở những cái vùng trên đây này, nó chỉnh đâu 1-2% nữa là lỗ đâu nó 5-6% rồi. Có bán không anh chị? Nó giống như cổ phiếu GVR vừa nãy em chia sẻ. Anh chị mua càng cao ở những cái vị thế nó xấu thì anh chị càng dễ cắt lỗ. Mà cắt xong rồi là cổ phiếu nó bật. Đó. Cho nên anh chị chú ý thật kỹ những cái đoạn này giúp em. Nếu như mà trong giai đoạn sắp tới mà cổ phiếu nó có chỉnh đi thì nó chính là cơ hội. Và chi tiết hơn nữa em sẽ chia sẻ với anh chị sau nữa. Đó, cái nội dung tiếp theo em sẽ chia sẻ với anh chị về cái tín hiệu để mà chúng ta sẽ tham gia vào những cổ phiếu này. Vậy thì em sẽ so sánh với anh chị đối với những cái cổ phiếu ngân hàng vừa nãy em nói rồi đúng không ạ? Thì em sẽ so sánh với anh chị một vài cái cổ phiếu của dòng khác đi. Ví dụ như là dòng dầu khí đi anh chị nha. Dầu khí thì nhiều anh chị hỏi là nó có sống hay không. Thì em sẽ phân tích kỹ cho anh chị thấy. Dầu khí anh chị thấy có vùng giá vốn không? Bây giờ anh chị nhìn nè, nó dao động lỏng như này nè. Nó lên nè, nó chỉnh nè. Anh chị thấy mới hôm qua nó tăng, nó giảm sàn nè. Đúng không ạ? Hôm sau nó lại tăng một cái cây, nó tăng mạnh như này. Nó giảm sàn, nó tăng trần liên tục như này. Thì thử hỏi coi nó có sống hay không. Và kỹ hơn nữa thì anh chị nhìn vào những cái cổ phiếu của dòng dầu khí này. Đây là gì ạ? Đây là vùng cung, đúng không ạ? Vùng cung nó rất là mạnh nè. Thì những cái cổ phiếu, anh chị nào mà theo dõi thường xuyên những cái nhận định của em, anh chị sẽ biết là những cái vùng này nè. Khi mà cổ phiếu nó càng ở dưới thấp á, thì nó càng yếu. Một cái cổ phiếu nó càng mạnh á, thì nó phải càng nằm ở trên cao. Thì khi đó dòng tiền thông minh nó mới tập trung, nó mới tham gia vào cái cổ phiếu, đúng không ạ? Em lấy một cái ví dụ cho anh chị dễ hình dung nhé. Một cái ví dụ thực tế luôn nè anh chị. Bây giờ một cái nhà đầu tư, một cái chủ thầu đi, anh chị đầu tư bất động sản ở ngoài đi, mà một cái nhà đầu tư, một cái chủ thầu, họ vẽ ra cho anh chị một cái bức tranh cực kỳ tuyệt vời về một cái dự án sắp tới nó xây dựng lên, đúng không ạ? Nhưng mà hiện tại, thực trạng hiện tại đi, anh chị thấy cái dự án này nó chỉ là một cái mảnh đất bỏ hoang thôi. Nó chưa có đóng cọc, chưa có xây dựng cái gì hết. Đó. Thì làm sao anh chị có niềm tin để mà anh chị bỏ tiền vào cái cổ phiếu đó hay không? Anh chị có bỏ tiền vào cái dự án đó hay không? Em nói đơn giản như vậy thôi để anh chị lựa chọn được cho mình một cái cổ phiếu. Nó cũng giống như là anh chị lựa chọn cho mình một cái dự án đầu tư bất động sản mà anh chị tham gia vậy. Có đúng không ạ? Một cái cổ phiếu mà nó không được gọi là khi mà nó về tới những cái vùng trên cao rồi. Tức là cái dự án đó nó đang triển khai, nó đang xây dựng lên. Đúng không ạ? Thì anh chị mới có niềm tin, anh chị đầu tư vào cái dự án đó. Đúng không? Mà bây giờ cái dự án đó nó vẫn còn là một cái bãi đất đi. Nó chưa có đóng cọc, chưa có xây dựng cái gì lên hết. Mà cái chủ đầu tư họ vẽ cho anh chị một cái bức tranh cực kỳ màu hồng. Thì anh chị nghĩ anh chị có mua vào cái dự án đó hay không? Thì những cái cổ phiếu như BVC nó cũng tương tự như vậy. Hoặc là những cái cổ phiếu như BVD nè anh chị. Anh chị nhìn thôi là anh chị thấy nó hay ghê rồi. Đúng không? Nguồn cung ở trên đây một cách dày đặc như vậy. Nó có tăng được hay không? Nó giống như là những cái người mà tư vấn cho anh chị những cái cổ phiếu dầu khí đi. Họ đang vẽ cho anh chị một cái bức tranh màu hồng. Nhưng mà thực tế thì cái cổ phiếu này nó vẫn còn đang rất nhiều nguồn cung. Vậy thì nó có tăng được hay không? Đơn giản vậy thôi đó anh chị. Vậy thì anh chị nhìn lại. Tiếp theo em sẽ phân tích cho anh chị về cổ phiếu dòng chứng khoán. Ví dụ như FTS. Hiện tại cổ phiếu FTS nè, nó về lại tới những cái vùng đỉnh cũ rồi. Tức là nó đang trong cái trạng thái hấp thụ lại nguồn cung. Đó. Thì cái dự án này nó bắt đầu nó xây dựng lên rồi. Thay vì những cái ông dầu khí ở bên vừa nãy em phân tích á, là nó chưa có đóng cọc, chưa có xây dựng cái gì hết luôn, chưa có gọi là làm cái gì hết. Thì bây giờ nè, thằng FTS này nó bắt đầu nó bước vào cái giai đoạn đóng cọc rồi, nó huy động dòng tiền rồi. Thì những cái cổ phiếu này anh chị có thể theo dõi được. Nhưng mà khi nào nó thành công? Hiện tại em chưa thấy nó thành công đâu anh chị. Hiện tại nó chưa thể thành công được. Bởi vì sao ạ? Vì nó mới tiến về cái vùng nguồn cung này thôi. Và nó cần cái thời gian để nó hấp thụ nguồn cung trở lại. Anh chị thấy cái vùng này là vùng gì ạ? Vùng này là một cái vùng thanh khoản lớn của cổ phiếu. Đúng không ạ? Vùng này là vùng thanh khoản lớn của cổ phiếu. Vậy thì tại đây nó đã hấp thụ nguồn cung xong hay chưa? Đó, nếu mà anh chị nghĩ là nó hấp thụ xong rồi, anh chị bình luận giúp em số 1 đi.
Nếu như mà anh chị nghĩ nó chưa hấp thụ xong thì anh chị bình luận giúp em số 2 đi, số 1 hoặc số 2 đi. Hả? Thôi nãy là số 1, số 2 rồi đúng không? Bây giờ nếu như mà anh chị nghĩ là cổ phiếu FTS hoặc là những cái cổ phiếu như là CTS nè, đó nó về đỉnh cũ, nó hấp thụ xong nguồn cung rồi, thì anh chị bình luận giúp em. Nếu như mà rồi thì anh chị để lại chữ R đi anh chị, chữ R á, chữ rồi á. Còn nếu như mà chưa thì anh chị để lại chữ cờ đi anh chị, là chưa. Đó, anh chị bình luận giúp em nha. Anh chị có thể bấm dừng lại cái video nó tầm khoảng vài giây đi, rồi chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ. FTS nè, anh chị nhìn lại, cổ phiếu này nó đã hấp thụ nguồn cung xong chưa? Đó. Rồi cổ phiếu gì nữa hả? CTS. Rồi cổ phiếu gì hả? BVS. Đó. BVS nè, anh chị thấy đây là vùng gì hả? Vùng nguồn cung nè anh chị. Và nó đã hấp thụ xong hay chưa? Nếu như mà rồi thì anh chị bình luận giúp em đi. Đấy, hoặc là chưa thì anh chị bình luận chữ cờ giúp em. Ok nha. Vậy thì em sẽ chia sẻ cái quan điểm của em về những cái cổ phiếu này. Thứ nhất là những cái cổ phiếu này nó chưa hấp thụ xong nguồn cung. Vì một cái cổ phiếu mà hấp thụ xong nguồn cung á, anh chị phải thấy nó kiệt về, nó phải gọi là nó kiệt quệ về thanh khoản. Vừa nãy em chia sẻ với anh chị, có phải không ạ? Trước khi mà một cái cổ phiếu nó nổ lên thành công á, nó phải vắt kiệt cái tinh thần của nhà đầu tư. Vắt kiệt cái tinh thần thì tại đây đâu thể nào mà anh chị giao dịch liên tục được, giao dịch khối lượng lớn như này được, đúng không ạ? Những cái giai đoạn mà nó vắt kiệt tinh thần của nhà đầu tư này chính là những cái giai đoạn này, đúng không ạ? Nó siết chặt về cái khối lượng như này nè, anh chị có đồng tình với em không ạ? Nó siết chặt về cái khối lượng nè. Còn giai đoạn hiện tại như FTS nè, anh chị thấy cái khối lượng nó gọi là nó vẫn ở trên cái mức trung bình, đúng không? Nó khác biệt một trời một vực đây nè. Đó, anh chị thấy không? Những cái phiên mà thanh khoản nó cực kỳ thấp như này nè là những cái mà anh chị cần chú ý cho em. Nó chính là những cái vùng mà nó vắt kiệt tinh thần của nhà đầu tư trước khi mà nó xác nhận nó đi lên, nó vào sóng. Hoặc là những cái cổ phiếu như là CTS nè anh chị. Anh chị sẽ thấy rất là hay. Tại sao những cái nhịp này nè, nó đi lên, nó một mạch nó đi lên vậy? Bởi vì trước khi mà đi lên nó rũ bỏ nè. Và anh chị thấy cái nhịp rũ bỏ của nó đi kèm với việc vắt kiệt cái tinh thần của nhà đầu tư, gọi là nó siết chặt cái nguồn cung ở đây nè. Và trước khi nó đi lên, anh chị hình dung được không ạ? Một cái cổ phiếu mà nó kiểm tra nguồn cung xong rồi thì anh chị phải thấy cái nguồn cung của nó ngày càng nó hấp thụ dần cho em. Đó, nó chính là một cái nguyên lý của một cái cổ phiếu trước khi mà nó tăng lên mạnh là tại vùng đó không có nguồn cung, gọi là no supply hoặc là test cung đó anh chị. No supply, không nguồn cung thì nó mới đi lên được. Vậy thì anh chị nhìn nè, những cái cổ phiếu này thanh khoản nó như này nè, nó lên được hay không ạ? À? Vậy thì nó còn mất thời gian dài để mà nó hấp thụ anh chị nha. Rồi những cái cổ phiếu khác như là DIG đi, bất động sản thì vừa nãy rồi, em chia sẻ rồi đúng không? Nó giống như dầu khí vậy đó. Giống như dầu khí bởi vì sao ạ? À? Vì những cái cổ phiếu này nó như là một cái dự án mà nó chưa có xây dựng cái gì lên hết cả, nhưng mà nó vẽ cho anh chị một cái bức tranh màu hồng để mà anh chị tham gia vào. Và em cũng vừa nói với anh chị rằng là tổ chức là một nhóm nhà đầu tư. Họ không có đánh T cộng, đúng không ạ? Họ không có mua bán liên tục. Cái giai đoạn này có thể là anh chị sẽ ăn được một cái nhịp hồi. Nó có lên được, nó hồi lên được. Nhưng mà đây không phải là một cái nhịp sóng. Nó khác nhau anh chị nha. Giả sử này, em sẽ phân tích cho anh chị kỹ về cái đoạn này. Giả sử như đoạn này anh chị thấy không? Đây đi. Anh chị thấy nếu như mà anh chị bắt đáy đi. À, nếu như mà thành công thì mình sẽ lãi được 15-20% cái cổ phiếu DIG. Nhưng mà chưa chắc là anh chị sẽ bán được đúng đỉnh. Ha, có thể là anh chị sẽ bán được loanh quanh đây thôi là 15% đi. Cho là anh chị may mắn anh chị chốt lãi được 15%. Nhưng mà cái lúc này nè, nếu như mà anh chị lựa chọn những cái cổ phiếu khác như là VND, đúng không? Thì anh chị thấy nó bắt đầu cho một cái con sóng thần, đúng không ạ? Bây giờ nó lên bao nhiêu phần trăm anh chị? Vài, gọi là gấp mấy lần đó anh chị. Anh chị lựa chọn cái cổ phiếu DIG nha. Em so sánh lại cho anh chị một cách tương quan nhất. Lúc này nè. À lúc này đi. Đây đi anh chị. Đây đi cho anh chị dễ lựa chọn nha. Lúc này là DIG anh chị có mua được ở đây đi. Nó lên được đâu vài chục phần trăm. Chưa chắc anh chị bán được đúng đỉnh nha. Nhưng mà anh chị thấy nó lên được vài mười mấy 20% đi. Thì so với một cái cổ phiếu mà nó xuất phát nè anh chị. VND đi, lúc này là sóng chứng khoán, đúng không ạ?
thì một cái cổ phiếu nó tích lũy, tuy là anh chị có thể ăn được một cái khoản lợi nhuận đâu đó tầm khoảng 10-20%, nhưng so với những cái cổ phiếu nó vào sóng là VND này, hoặc là SSI nè, những cái cổ phiếu lúc đó, những cái cổ phiếu này thuộc là top nặng mông đó, mà anh chị thấy nó tăng dựng đứng không? Anh chị thấy nó tăng dựng đứng không? Đó, đây là những cái cổ phiếu nó vào sóng, và lúc này là có sóng ngân, có sóng chứng khoán, ngân hàng, thậm chí là sóng thép nữa anh chị. Anh chị thấy thép tăng dựng đứng như này nè. Đúng không ạ? Vậy thì anh chị lựa chọn thép, lựa chọn chứng khoán, lựa chọn ngân hàng hay là lựa chọn bất động sản? Đó, lựa chọn là ở anh chị thôi. Đúng không ạ? Bây giờ nhiều anh chị hỏi em là DIG nè. Đó, nó đánh bây giờ lên tới những cái vùng trên này á, anh chị vẫn có lại, em nói thật với anh chị luôn. Nhưng mà khi mà anh chị chốt lại xong rồi ở những cái cổ phiếu này nè. Vì anh chị biết á, là khi mà nó đang tích lũy mà, đúng không ạ? Nó lên rồi nó về lại bên dưới thôi, mà anh chị chốt lại được rồi. Thì em nói thật với anh chị á, những cái cổ phiếu mà nó có sóng á, như là dòng ngân hàng hiện tại đi. Nó tăng một mạch rồi, nó tăng vài chục phần trăm rồi anh chị. Đó. Cho nên là lựa chọn là ở anh chị hết. Em thì em không lựa chọn đánh vào những cái cổ phiếu này. Bởi vì cái mục tiêu của em định hướng cho hệ thống của em là mình đánh vào những cái con sóng thần. Đã gọi là sóng thần rồi thì phải lựa chọn những cái cổ phiếu nào nó tăng mạnh nhất để mà nó tạo sóng thần. Nó tăng mạnh nhất thì lúc đó mình mới tham gia. Còn những cái cổ phiếu này nó chỉ là những cái cổ phiếu nhịp hồi. Cho nên là anh chị hạn chế anh chị tham gia những cổ phiếu này. Đó, hình dung được không ạ? Đó chính là cái sự phân hóa của thị trường ở cái giai đoạn hiện tại. Dòng chứng khoán, dòng thép, dòng ngân, dòng bất động sản. Nó đâu có tăng được, đúng không ạ? Hoặc là thậm chí những cái cổ phiếu thép này. Những cái nhịp nổ lên như này nè, là em có cảnh báo với anh chị, nó không phải điểm mua đâu anh chị nha. Anh chị hạn chế anh chị FOMO ở những cái cổ phiếu này cho em. Mà anh chị nào mà mình có dính vào những cái nhịp này rồi, thì anh chị sẽ thấy nè. Nó chỉnh, nó đâu phải chỉnh ít đâu. Đúng không ạ? 4%. 4% là anh chị nói là thôi chờ nó tăng lại, gọi là chờ nó hồi về giá vốn đi rồi mình bán, đúng không ạ? Mới 4% thôi. Nhưng mà anh chị nhìn nè, từ những cái khoản lỗ 4% á, nó chỉnh cho anh chị thêm tí nữa, 10%. Lúc này là không thèm bán luôn. Đó, mà giả sử anh chị nằm ở những trên vùng đỉnh này nè, nó chỉnh đâu đó tầm khoảng 4%, anh chị nói thôi chờ về giá vốn bán. Rồi nó không về giá vốn là nó chỉnh cho anh chị một nhịp như này nè. Đó, 20%. Và nó cũng chính là rất là nhiều cái câu chuyện mà anh chị đầu tư trên thị trường này mắc phải. Đó chính là kẹt hàng ở bất động sản, kẹt hàng ở thép, không thoát ra được. Bởi vì những cái cổ phiếu này nó chủ yếu là nó bán, nó không có dòng tiền vào nó đẩy. Cho nên nhịp này mà em không có lựa chọn cho anh chị những cái cổ phiếu bất động sản hoặc là thép là nó như vậy đó anh chị. Đấy. Rồi em vừa đi qua cho anh chị về những cái cổ phiếu thép, bất động sản hoặc là chứng khoán đúng không ạ? BDR cũng vậy nè. Nhịp này thì em không có bán cổ phiếu nữa anh chị. Nhịp này thì chờ thôi. Anh chị muốn cơ cấu thì chờ nó hồi. Cái này em phân tích rất là kỹ. DXG cũng vậy, nó cũng đang về tới những cái vùng hỗ trợ rồi. Đó, nên là anh chị nào mà mình chú ý những cái cổ phiếu này thì mình có thể quan tâm nó ha. Anh chị nào mà mình đang có hàng á, thì mình có thể chú ý những cái nhịp hồi để mình canh, mình cơ cấu nó. Bởi vì nhiều anh chị nói là mình mua ở những nhịp này nó hồi lên về bên trên đi thì mình có lãi, lúc này mình đảo sang những cái cổ phiếu khác mình đánh. Nhưng mà chưa chắc gì nó đợi cho anh chị đánh đâu nha. Đó, giả sử như là cổ phiếu DIG đi. Ví dụ thực tiễn cho anh chị thấy luôn nè. Bởi vì sóng này á, em biết là rất nhiều anh chị bị mắc kẹt vào những cái cổ phiếu này, không có đánh được. Nó lên được vài chục phần trăm nè, thì cổ phiếu VND nó đã tăng gấp đôi rồi. Anh chị có đồng tình với em không? Nó lên được 20%, cho là lên 20% là cùng đi. Mà những cái cổ phiếu VND nè, thậm chí là SSI hoặc là Nam Kim, Hoa Sen gì đó, tăng gấp đôi rồi. Từ giá 7 nè, lên tới giá mười mấy rồi, 16 đúng không ạ? 14, 15, 16 rồi. Tăng gấp đôi rồi. Bây giờ anh chị nhìn nè, nó có điểm mua cho anh chị vào không? Không có, đúng không ạ? Đó, cho nên là em mới chia sẻ với anh chị, cái miếng bánh nào nó ngon, cái miếng bánh nào nó thơm, hoặc là nó gọi là nó cực kỳ béo bở đi, thì em dành tặng cho anh chị hết. Đó, khi mà anh chị xem kênh của em á, anh chị đã lựa chọn được cho mình, gọi là mình chắt lọc được những cái cổ phiếu mạnh yếu trên thị trường này rồi. Đó, như đã hứa, em đã phân tích cho anh chị về những cái cổ phiếu dòng thép, bất động sản hoặc là chứng khoán rồi. Bây giờ sẽ tới cái phần mà em giới thiệu với anh chị về cái điều kiện mua.
cái tín hiệu mà anh chị phải mua gấp cho em những cái cổ phiếu dòng ngân hàng này. Đây sẽ là những cái cổ phiếu top đầu của thị trường đó trong giai đoạn sắp tới mà anh chị cần phải săn đuổi. Đây chỉ là những cái cổ phiếu thôi nha anh chị. Quan trọng là cái tín hiệu. Em chia sẻ với anh chị những cái kiến thức này để một phần giúp cho anh chị tự tin hơn trong cái quá trình mình đầu tư. Có thể là nhiều anh chị đang đầu tư tại bên khác này. Đó, mình không có theo dõi bên VPS của em được. Thì anh chị có thể tự đầu tư, tự ra quyết định để mà mình mua bán cổ phiếu cho nó hợp lý nhất. Đó, thì giai đoạn này anh chị chú ý cho em. Ví dụ cái cổ phiếu Tiên Phong vừa nãy em chia sẻ. Giả sử nó có một cái nhịp bắt test trở lại đi, gọi là những cái nhịp điều chỉnh trở lại. Thì đây chính xác là những cái nhịp điều chỉnh để mà bước vào một cái nhịp sóng mới. Những nhịp điều chỉnh này là gì anh chị? BU đó anh chị. BU là gì ạ? BU hoặc là LBS. Anh chị nào mà mình có theo dõi cái nhận định thị trường của em. BU anh chị ha, hoặc là LBS này. Thì anh chị nào mà mình có theo dõi cái buổi chia sẻ về phân tích nhận diện các cổ phiếu mạnh trên thị trường á, anh chị sẽ biết cái vùng BU này nó xuất phát sau một cái nhịp tăng giá mạnh gọi là SOS, là khi mà nó điều chỉnh trở lại nè, trên những cái vùng đỉnh á, nó điều chỉnh trở lại thì lúc này nó sẽ tiếp diễn cho một cái nhịp sóng mới, chứ không phải là điều chỉnh trở lại để cắm đầu về cái nền giá đó. Và anh chị để ý nè, đây là cái kiến thức từ sách anh chị nha. Thì cái vùng BU này, anh chị thấy cái vùng màu đỏ này không? Đó. Đây nè anh chị. Anh chị thấy cái vùng màu đỏ này không à? Nó chính là vùng BU á. BU này. BU. Ok không à? Nó chính là cái vùng BU. Và cái vùng BU này nó có nhiệm vụ gì anh chị? Là kiểm tra nguồn cung tại quanh cái vùng đỉnh cũ. Thì anh chị thấy nè, ở đây người ta có chú thích cho anh chị thấy là khi mà nó về tới những cái vùng đỉnh cũ này, nó điều chỉnh với cái khối lượng rất là thấp. Nó thấp dần về phía bên cái cánh phải, đúng không ạ? Từ cánh trái qua cánh phải này, cái khối lượng nó ngày càng nó thấp dần. Thì đây chính là cái quá trình kiểm tra nguồn cung. Vừa nãy em phân tích cho anh chị về một số cái cổ phiếu như là CTS hoặc là FGS đó. FGS này, anh chị thấy không? Nó kiểm tra nguồn cung siết chặt về bên cánh phải. Hoặc là CTS này. Đó, nó kiểm tra nguồn cung siết chặt về bên cánh phải. Hoặc là những cái cổ phiếu gọi là những cái siêu cổ phiếu trong cái chu kỳ trước đi. Anh chị nhìn lại coi, trước khi mà nó tăng á, cái khối lượng nó có lớn không? Nhìn kỹ nè, đó, thấy không ạ? Những cái nhịp điều chỉnh này là những cái nhịp điều chỉnh với cái khối lượng rất là thấp. Và chính những cái nhịp điều chỉnh này nó kiến tạo cho một cái cổ phiếu bước vào một cái con sóng thần. Là như vậy đó anh chị. Đó, hoặc là cổ phiếu gì nữa à? BDR nè, thấy, đây cũng chính là cái vùng BU nè anh chị. Anh chị thấy không? Giả sử đây là một cái vùng tích lũy gom hàng của BDR đi. Thì đây chính là cái vùng BU của nó này. Trước khi mà nó có một cái nhịp tăng mạnh như này thì sao ạ? Một nhịp tăng lên đến vài chục phần trăm, đúng không? 60% đi. 50-60%. Thì anh chị thấy trước khi nó tăng nó làm gì ạ? Thanh khoản này. Ở đây này. Đó, phóng rộng ra cho anh chị thấy này. Nó chỉnh này, khối lượng ngày càng nó thấp dần, đúng không ạ? Khối lượng bên đây nó lên đến đâu đó tầm khoảng 23 triệu. Thì về tới bên đây này nó chỉ còn một nửa thôi. Đúng không ạ? Và sau đó nó có xác nhận bởi dòng tiền thông minh nó vào. Nó bước vào một cái nhịp sóng. Thì những cái cổ phiếu nào mà nó tạo được cái vùng giá BU này, hoặc nó điều chỉnh ấy, với cái khối lượng thấp ấy, thì anh chị phải chú ý nó. Ví dụ như là Tiên Phong này, em giới thiệu với anh chị nè. Cổ phiếu này tuần sau mà nó có một cái nhịp điều chỉnh xuống nữa đi, mà cái khối lượng nó thấp, thì anh chị canh mua nó cho em. Đó, canh mua nó cho em. Nhất là những anh chị nào, anh chị khách hàng mà mình đang xem cái buổi ngày hôm nay. Đó, thì mình chú ý kỹ cho em. Đó, em sẽ chia sẻ cho anh chị ngay trong cái hệ thống. Khi nào cái cổ phiếu này nó điều chỉnh, nó khối lượng thấp, mà nó có cái điểm mua, anh chị hãy canh mua cho em. Đó, tuần sau nó mà chỉnh, nó có điểm mua là em sẽ báo anh chị tham gia ngay luôn. Đấy. À, anh chị nào mà mình chưa vào hệ thống đi, anh chị nào mà chưa vào nhóm á, thì tranh thủ vào nhóm đi anh chị. À, vì trong nhóm em chia sẻ với anh chị rất là nhiều cái kiến thức, đúng không ạ? Đây là những cái kiến thức mà em chia sẻ nè. Thì anh chị nào mà mình quan tâm thì tranh thủ vào đi. Đó, hôm thứ sáu nè là em đã đặt cọc với anh chị về một cái cổ phiếu rồi. Nó là LB Băng, đúng không? Đó. À, nếu như mà tuần sau mà nó test thành công đi, là anh chị nhớ, anh chị lấy nó cho em nè. Đó. Thì khi nào nó test thành công, em sẽ báo với anh chị ngay trong nhóm để mà anh chị cùng tham gia. Cho nên anh chị nào mà mình chưa vào nhóm thì tranh thủ
Ngay bây giờ nè, mình có thể đăng ký tham gia nhóm bằng cách là kéo xuống bên dưới cái phần mô tả đó. Ở mỗi cái video em có để một cái phần mô tả, và trong cái phần mô tả này sẽ có một cái đường link để mà anh chị vào nhóm anh chị nha. Ok, đó là những cái kiến thức mà em thấy nó rất là giá trị và cực kỳ thực chiến. Nhất là những anh chị nào mà mình đang mông lung hoặc là mất định hướng với thị trường này, thì chắc chắn anh chị phải xem thật là kỹ cái nội dung này mà em chia sẻ với anh chị ha. Đó, nếu mà anh chị thấy những cái chia sẻ của em hay, anh chị nhớ chia sẻ nó đến với những anh chị hoặc là những người thân của mình cũng đang đầu tư chứng khoán này. Chia sẻ với họ đi, bởi vì nếu như mà họ thấy được những cái kiến thức, nếu như mà anh chị thấy được những cái kiến thức này hay đi, mà anh chị còn chia sẻ cho những cái người thân của mình nữa, để họ biết được là cái kênh Chồng Kiệt Stock này nó không phải là chỉ phím hàng thôi, mà nó còn chia sẻ kiến thức và cũng như là cái kinh nghiệm nữa. Cho nên là bây giờ nè, anh chị chú ý, nếu như mà trong giai đoạn sắp tới nó mà chỉnh khối lượng thấp, anh chị chú ý nó cho anh em. Hoặc là LB băng cũng vậy nè, những cái cổ phiếu này anh chị nên chú ý nè. Phiên ngày hôm thứ 6 là cái phiên mà nó test cung đó anh chị. À quên nữa, anh chị có thấy video ngày hôm nay nó có gì khác biệt không ạ? Đúng không? Nó khác đúng không? Nó khác ở cái mặt đồ thị. Em đang dùng cái đồ thị biểu đồ nến. Thì cái biểu đồ nến này nhiều hôm trước thì em dùng biểu đồ đường thanh. Biểu đồ hình thanh thì em quen dùng hơn. Nhưng mà nhiều anh chị có góp ý với em là biểu đồ hình thanh á, nó khó nhìn quá. Tức là anh chị xem video á, thì anh chị thấy nó bị mờ, anh chị không thấy rõ. Thì bây giờ em dùng biểu đồ nến như vậy thì không biết là nó đã rõ chưa. Nếu như mà rõ rồi thì anh chị để lại bên dưới cái chữ rõ giúp em đi. Đó, đã rõ rồi. Đó, thì em sẽ tiếp tục, em sẽ cải thiện cái chất lượng video. Ngày càng chất lượng hơn. Để mà hỗ trợ cho anh chị xem video nó hay hơn anh chị nha. Đó, thì LB băng anh chị cũng nên chú ý nè. Cổ phiếu này mà nó chỉnh xuống khối lượng thấp, mà ngày mai đi, tuần sau mà nó dòng tiền quay trở lại đi, anh chị nhớ đừng có chừa cho nó đường lui nha. Nhớ múc nó cho em. Đó, nó giống như những nhịp này nè. Tại sao em đánh được những cái cổ phiếu này trước khi nó vào sóng vậy? Vì anh chị thấy trước khi mà nó vào sóng, nó tạo một cái vùng điều chỉnh này. Và cái khối lượng thấp, đây chính xác là cái vùng BU đó anh chị. BU của cái nền giá này nè. Đó, anh chị thấy không? Nó lên và nó test lại nè. Nó test lại rồi nó tăng giá, chứ nó đâu có phi luôn đâu. Hoặc là VGI cũng vậy. Siêu cổ phiếu nào nó cũng có những đặc tính này hết cả. Một cái cổ phiếu nó không thể nào nó tăng trần liên tục được, trừ khi nó bước vào cái giai đoạn chạy nước rút. Còn bây giờ thì anh chị thấy nè, nó lên là nó chỉnh. Nó chỉnh xong rồi nó sẽ cho mình điểm mua. Nó chỉnh xong nó cho điểm mua, đúng không ạ? Đó, hoặc là cổ phiếu gì nữa hả? Nhiều cổ phiếu lắm anh chị. Bây giờ em có giới thiệu với anh chị nó bao nhiêu cũng vậy hết. Nhưng mà bản chất á, anh chị phải hiểu được cái bản chất là em muốn chia sẻ với anh chị cái gì. Đó, anh chị hình dung được rồi. Anh chị hình dung được không ạ? Đấy, nếu như rồi thì nhớ tương tác nhiều cho em cái video ngày hôm nay đi. Đó, ngoài ra thì còn nhiều cái cổ phiếu nữa. Như là STB nè. Hôm trước nhiều anh chị nói là STB trước khi mà cái hôm thứ 6 nó xảy ra đó. Trước khi mà hôm STB nó giảm 2 điểm, 2% này. Như anh chị nói STB nó đẹp. Nhưng mà sau cái hôm thứ 6 nó chỉnh một phát là nhiều anh chị chê nó xấu. Bởi vì anh chị cứ nghĩ là tăng thì đẹp mà chỉnh thì xấu. Nhưng mà bản thân em thì lại thấy khác. Em không thấy như vậy anh chị. Bởi vì nếu như mà cứ thị trường nó tăng, em hô đẹp là lại khuyến nghị anh chị mua bán, đúng không ạ? Rồi khi mà thị trường nó giảm thì lại báo anh chị báo bán, rồi là nói thị trường xấu. Nó lại không đúng, đúng không ạ? Quan điểm của em nó nhất quán. Từ những cái nhịp mà thị trường có dòng dẫn rồi thì em luôn chia sẻ với anh chị về những cái cơ hội. Cơ hội ở đây là điều chỉnh, là những cái cơ hội. Chỉ những nhà đầu tư nào sợ hãi thị trường này mới bán tháo thôi. Giai đoạn này mà anh chị mà mình có theo dõi em, anh chị cũng biết. Em luôn cầm hàng. Đó, cầm hàng qua nhịp chỉnh luôn anh chị. Thậm chí là em còn gia tăng thêm những cái cổ phiếu nữa. Sắp tới đi, nó mà có điểm mua là em sẽ báo anh chị mua. Đó, nên là anh chị nào chưa vào nhóm thì tranh thủ vào nhóm đi anh chị. Đấy, STB nè, rồi Tiên Phong nữa nè anh chị. Đúng không ạ? Rồi cổ phiếu gì nữa? MSB nè. MSB. Nó chỉnh, anh chị nào mà mình lỡ mình mua ở trên đây rồi đi, không sao hết, đừng có lo anh chị. Bây giờ nếu như mà ngân hàng nó có chỉnh thì nó cũng sẽ chỉnh không có nhiều. Nó chỉnh không có nhiều. Đó, so với những cái cổ phiếu đầu cơ khác. Ví dụ như là TCH đi.
Anh chị thấy không? Nó chỉnh một phát thôi là mấy gọi là rất là khủng khiếp đúng không ạ? Nhưng mà ngân hàng nó chỉnh thì nó chỉnh không nhiều đâu. Đặc biệt là những cái vùng này là những cái vùng giá vốn của nó rồi. Đó, những cái vùng này là vùng giá vốn rồi và đây là cái nơi mà dòng tiền, cái lực cầu nó vào rất là mạnh nè. Một cái cổ phiếu mà có lực cầu vào mạnh như vậy rồi thì sao ạ? Thì khi nó giảm á, sẽ có một cái lực cầu tương tự, gọi là tương ứng để mà nó đỡ lại cái cổ phiếu này nó rơi, hãm lại cái đà rơi của cổ phiếu. Đó, ok chưa anh gì? MSB nè, em lấy ví dụ thêm một vài cổ phiếu như EIB này. EIB anh sợ, anh chị sợ nó giảm đúng không? Sợ nó bị bán tháo đúng không? Phân phối đúng không anh chị? Thì anh chị nhìn lại giúp em. Nhìn lại giúp em cái nguyên nhân của nó là gì? Nguyên nhân của nó như này nè anh chị. Hoặc thậm chí là cái vùng này luôn. Nhưng mà cái vùng này là vùng bán tháo rồi, mình không tính đi. Cho là nó tích lũy lại cái vùng này nè. Đó, nó tích lũy lại cái vùng này nè. Thì khi tích lũy xong rồi, nó có dòng tiền vào. Có đúng không ạ? Và đây chính là cái hỗ trợ mạnh của cổ phiếu, nơi mà có lực cầu mạnh và nguồn cung yếu. Thì về nếu như mà nó có chỉnh đi, nó về lại những cái vùng giá này. Anh chị canh lại cho em nè. Nếu như tại đây nè, thanh khoản nó thấp dần đi, là những cái điểm mà anh chị nên chú ý. Vì sắp tới nó mà bật dậy là nó sẽ tăng rất là mạnh anh chị nha. Đừng bỏ lỡ những cái siêu cổ phiếu này. Ví dụ như là VP Bank cũng vậy nè. Anh chị cứ chê nó xấu đi, mà nó chỉnh nè, nó chỉnh khối lượng thấp đi, thì sắp tới nó có sống á. Dám chắc với anh chị luôn. Đó, nó đã có dòng tiền vào cọc trước rồi. Bây giờ chỉ chờ thiên thời, gọi là chờ những cái dòng tiền khác nó đồng thuận thôi. Đó, cái vùng này là cái vùng mà tổ chức họ phải nhìn nhau họ đánh hết gì. Tại sao lại như vậy vậy em? Bởi vì khi mà tổ chức họ tham gia vào một cái cổ phiếu á, không phải là chỉ có một tổ chức họ tham gia, mà rất nhiều tổ chức họ tham gia, gọi là một nhóm tổ chức. Vậy thì nếu như mà một ông kéo mà cái ông kia gọi là ổng chưa muốn kéo thì sao anh gì? Thì có phải cái nguồn lực không đủ? Mà nguồn lực không đủ thì nhỏ lẻ có nhiều hàng bán ra hết. Nhưng mà khi mà có cái sự đồng thuận giữa các nhóm tổ chức họ cùng nhau đẩy giá thì giá cổ phiếu nó sẽ phi rất là nhanh. Đó, nó chính là bản chất. Và em đang chia sẻ với anh chị về cái mặt bản chất nó đơn giản nhất và nó dễ hiểu nhất. Ví dụ như là cổ phiếu STB này. Nếu mà vùng này mà nó không kiệt thanh khoản thì sao em? Nếu như mà nó vùng này nó vùng BU đi mà nó không kiệt thanh khoản như là cái hình minh họa này thì sao? Thì cái xác suất mà cổ phiếu nó đi lên á, nó sẽ không cao hoặc có thể là nó sẽ không lên luôn. Bởi vì cái vùng mà cổ phiếu nó còn thanh khoản lớn á, chứng tỏ là tại đây nguồn cung nó vẫn còn. Nó giống như FTS nè anh chị, vừa nãy em chia sẻ. Bây giờ cái vùng vùng này thanh khoản lớn như này thì chứng tỏ là cái nguồn cung nó vẫn còn. Mà anh chị nghĩ là nó vào sóng được ở đây à? Chưa đâu. Thật sự, ví dụ như là MBS nè. MBS tại sao tại đây nó lên được? Bởi vì anh chị nhìn cái vùng thanh khoản của nó là anh chị hiểu mà. Đúng không ạ? Bây giờ anh chị nhìn vào cái vùng thanh khoản của nó là anh chị biết là tại sao nó đi lên được. Vì nó kiểm tra nguồn cung ở những cái nhịp điều chỉnh. Anh chị thấy nó giảm mà khối lượng của nó này, nó vắt kiệt, gọi là nó nhỏ như giọt cà phê vậy. Thì làm sao mà nó rơi mạnh được? Bây giờ tổ chức họ không bán thì là cổ phiếu nó không rơi mạnh được. Thì chỉ cần một cái lượng cầu vừa đủ thôi, giá cổ phiếu tăng. Đơn giản vậy đó anh chị, mà nhiều anh chị cứ thích nó làm phức tạp hơn. Cứ cứ gọi là cứ muốn cho nó phức tạp thôi. Nhiều anh chị cứ lo sợ thị trường này nó sập mạnh, nhưng quan điểm của em là điều chỉnh nó sẽ là cơ hội. Và anh chị hãy xem xét giúp em những cái nhịp điều chỉnh này nó như thế nào. Nếu như mà điều chỉnh khối lượng thấp, nó là cơ hội. Đó. Và cơ hội để chị tham gia vào các cổ phiếu. Còn nếu như mà điều chỉnh khối lượng cao thì sao? Anh chị nhìn vào những cái cổ phiếu dòng ngân hàng, những cái cổ phiếu dẫn dắt nè, nó có điều chỉnh khối lượng lớn hay không? Nếu như mà không thì thị trường vẫn an toàn. Đó. Cho nên nếu như anh chị nhìn nè, ví dụ như là cái hôm thứ năm á anh chị nào nhớ cái phiên này không? À, đây nè. Thị trường nó giảm khối lượng rất là lớn. Thì anh chị nhìn lại coi dòng ngân hàng nó có bị bán mạnh không? Lúc này là những cái cổ phiếu mid cap như là DIG này. Nó cắm đầu đúng không ạ? À? Hoặc là Novaland nè. Nó cắm đầu đúng không? Nó giảm rồi BDR nó cũng cắm đầu. Đó thì chủ đạo là những cái cổ phiếu mid cap nó giảm. Những cổ phiếu ngân hàng như là VB này nó còn tăng mà. Đúng không ạ? À? Anh chị nhìn thứ năm này. Đó, thứ năm nó vẫn còn tăng. À, Tiên Phong cũng vậy, thứ năm nó vẫn còn tăng. À, nó tham chiếu anh chị, nhưng mà trong phiên sáng nó tăng đó anh chị.
Thì anh chị thấy là khi mà thị trường giảm, anh chị hãy nhìn coi là dòng dẫn dắt nó có bị bán hay không. Nếu không thì thị trường này ổn. Đó. Và nếu mà thị trường ổn thì mình vẫn cầm hàng. Đấy, quan điểm nó nhất quán nó rõ ràng như vậy. Để không phải là cứ thị trường tăng rồi em lại hô đẹp, thị trường giảm lại hô xấu. Không có gì. Đấy, khi mà anh chị đầu tư á, thì anh chị hãy tìm kiếm một người tư vấn đủ sức, đủ bình tĩnh để mà hướng dẫn lèo lái cho anh chị đầu tư được nó hiệu quả nhất. Chứ mà bây giờ anh chị đầu tư anh chị đã hoang mang rồi mà gặp cái ông tư vấn mà ổng còn hoang mang hơn anh chị nữa thì làm sao mà đầu tư đây, đúng không ạ? Đấy rồi thì giai đoạn này em biết là thị trường nó điều chỉnh nó giảm, rất nhiều anh chị đang bị mất lửa, mất niềm tin. Thì bản thân em thì đoạn này em cũng chán lắm anh chị, thật sự rất là chán. Thị trường nó không có gì để làm hết, nhưng mà em vẫn quyết để mà em lên những cái video, dành thời gian ở những cái nghỉ, ở những ngày nghỉ như này để mà lên video chia sẻ với anh chị. Nên rất hy vọng những cái chia sẻ này nó sẽ giúp ích được anh chị tham gia trên thị trường và đầu tư tốt hơn anh chị nha. Rồi và nếu anh chị thấy video ngày hôm nay nó hay và nó chất lượng thì anh chị hãy gửi chia sẻ nó đến với những anh chị người thân của mọi người biết được là cái kênh YouTube của em nó chia sẻ nó như thế nào. Đấy. Rồi nếu mà hay hơn nữa thì anh chị hãy để lại bên dưới cái phần bình luận một cái lượt tương tác nhỏ giúp em anh chị nha. Đấy, vì những cái chia sẻ những cái tương tác của anh chị sẽ là một cái động lực để mà giúp em duy trì phát triển cái kênh YouTube của mình ngày càng lớn mạnh hơn nữa. Rồi anh chị nào mà mình chưa vào nhóm cộng đồng thì có thể tham khảo cái nhóm cộng đồng của em đó để mà mình có tham gia đi. Đấy, những cái lúc thị trường nó ảm đạm như là hôm thứ sáu này thì chỉ có em thôi, em nói thật luôn á là rất là ít người tư vấn họ mở room, họ mở chat, họ chia sẻ những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm cho anh chị. Đa số là mọi người đều chán nản hết rồi. Nhưng mà em vẫn ở đây, em bơm oxy cho anh chị liên tục. Lúc thị trường ảm đạm là lúc mà anh chị nên chuẩn bị tốt nhất. Và đây chính là cái câu nói xuyên suốt trong cái khoảng thời gian vừa qua. Em chuẩn bị cho anh chị những cái cổ phiếu ngân hàng mà em đã có vị thế đẹp rồi. Như là Tiên Phong nè, Techcom nè, họ làm MB nè. Tất cả cổ phiếu đã có vị thế đẹp rồi. Bây giờ chỉ chờ gió đông thôi. Đó, gió đông của thị trường nó đang đến rồi anh chị. Sắp rồi anh chị. Cho nên là anh chị hãy tranh thủ vào nhóm đi. Một cái cổ phiếu mà nó chưa vào, một cái cổ phiếu mà nó đã vào sóng rồi á, nó xác nhận nó vào sóng rồi, nó đã phi rồi thì nó sẽ tăng rất là mạnh, lên đến vài chục phần trăm. Mà anh chị vào trễ một phiên thôi là mình lỡ sóng, mình lỡ mất điểm mua. Cổ phiếu tăng rồi rất khó để cho anh chị tham gia anh chị nha. Rồi thì đó là một vài cái chia sẻ của em trong video ngày hôm nay. Nói nãy giờ thì cũng khá là nhiều rồi, nên là hy vọng là những cái chia sẻ của em nó sẽ giúp ích được cho anh chị nha. Rồi, chào tạm biệt anh chị, hẹn gặp anh chị trong cái phiên giao dịch đầu tuần ngày mai. Dự là nó sẽ có một số những cái nhịp rung lắc nữa anh chị, bởi vì theo quan điểm của em là những cái nhịp này thị trường nó đóng nến khá là xấu, nên là dự là trong tuần sau, trong phiên sáng có thể là nó sẽ có một cái nhịp chỉnh nhẹ. Đó, sẽ có một cái nhịp chỉnh nhẹ và sau đó sẽ cân bằng ở giữa phiên. Rồi diễn biến như thế nào thì em sẽ cập nhật với anh chị ngay trong cái nhóm của em ha. Anh chị nào chưa vào nhóm thì tranh thủ vào nhóm đi anh chị nha. Rồi, chào tạm biệt cả nhà. Chúc anh chị buổi tối an lành.